Hello mọi người, đây là cái chỗ mà cái cô hôm qua mình đến mình quay chia sẻ cho mọi người nè. Đây chỗ đường Cách Mạng 8, số 15 Cách Mạng 8 mọi người. Tối hôm qua mình đến thì cô nghỉ bán rồi, sáng nay mình mới ghé lại nè, cô đang bán nước cho mình uống nè. Tối hôm qua lúc mình về mình có nói là sáng hôm nay mình sẽ ghé qua mình mua nước uống. Mình ghé qua mình mua nước uống ủng hộ cho cô nè mọi người. Sáng giờ chạy nặng quá, chạy trời nắng quá nên ghé vô mua nước uống ủng hộ cho cô. Đó. Bữa nay chủ nhật mà cô cũng bán luôn nha mọi người. Dạ. Cô có nghỉ ngày nào không? Dạ. Đâu không có nghỉ bán ngày nào hết nha mọi người. Người có đi xe ngang Cách Mạng 8 ghé số 15 uống nước ủng hộ cô nha. Đây cô nè. Đó. Cô ngồi ở chỗ này như là dòng xe dân chủ hay sao không ạ? Chưa nắng quá mình ghé mình uống nước ủng hộ cho cô luôn. Cô bán cà phê rồi bán nước ngọt đủ hết mọi người. Mấy đồ này ban ngày cô dọn ra cô bán nhưng mà ban đêm cô gửi ở đây nè. Cô gửi ở cái ngân hàng kế bên. Đây. Số 15 17 luôn ạ. Số 15 17 Cách Mạng 8. Ban đêm này cô gửi vô trong cái nhà đó, cô đạp xe không về thôi. Ban ngày cô đến cái cô dọn cô bán. Cô nhìn rất là tội nghèo các bạn. Cô bị bệnh cô đó giữ thẳng đầu được đâu. Nhìn cô rất là tội nghèo các bạn. Cô phải cúi đầu cô đi mấy lúc. Mỗi lần ngẩng đầu lên này rất là cực. Mình chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn xem nè, các bạn đi ngang các bạn ủng hộ cho. Trên cuộc sống này thì nó có rất là nhiều cái mảnh đời cực khổ. Chúng ta chia sẻ được bao nhiêu chúng ta chia sẻ các bạn nha. Đó, chúng ta ghé chúng ta ủng hộ được bao nhiêu thì chúng ta ủng hộ. Cô bán nước ngọt, nước suối đủ loại đó. Mình ghé mình mua một chai Stein uống giải khát trên đường về. Mình nhắc lại địa chỉ là số 13 15 Cách Mạng 8 nè các bạn. Đó, số 13 15 Cách Mạng 8. Ngay dòng xoay luôn, như chỗ này như là dòng xoay dân chủ hay sao. Bài bán thêm nữa đúng không? Có một mình một à, một mình một làm lủi thủi đó. Các bạn ghé các bạn ủng hộ được bao nhiêu ủng hộ nha. Thẳng đây mình nói luôn là bạn nào có muốn đóng góp gì là cứ đóng góp nha. Đó. Cứ đến trực tiếp cái số địa chỉ là 13 15 Cách Mạng 8 gặp cô. Cô bán ở đây là từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối là cô nghỉ. Cô nghỉ cô dọn hàng cái cô gửi đồ ở trong cái ngân hàng cái bên nè. Gửi đồ ngân hàng cái bên này cô đi là đặt xe cô về. Đó. Bạn nhìn thấy bạn thấy tội nghiệp không? Mình đi đâu mình thấy những hoàn cảnh như vậy mình rất là tội nghiệp, mình lúc ghé lúc nào mình cũng ghé vô mình ủng hộ. Cô
lại cúi người cô làm. Các bạn nghĩ xem lúc mà cô đạp xe thì như thế nào, các bạn hiểu không? Bình thường phải cúi đầu vậy, lúc mà cô đạp xe về cô phải ngẩng đầu lên, một cái đoạn đường dài vậy con rất là mệt. Đó. Cô bị bệnh mà cô không có tiền chữa nên cô để luôn đó các bạn. Cô ăn cơm chưa? Cô ăn cơm chưa? Vậy? Dạ. Nói chuyện trong điện thoại. Dạ. 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 Con nói với bạn con đi ngang ghé ủng hộ mua nước giùm cho cô. Dạ. Hôm nay mình chia sẻ hình ảnh của cô đến đây thôi mọi người nha. Mọi người có ghé ủng hộ cô thì ghé ủng hộ nha. Số 13, 15, cách mạng 8 ngay chỗ dòng xe dân chủ nè. Mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người.